đạp nhầm chân ga, người phụ nữ chở hai con nhỏ lao xe xuống Hồ Tây. Theo thông tin từ Công an phường Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội, một người phụ nữ chở theo hai con nhỏ nhầm lẫn chân ga nên đã lao xe xuống Hồ Tây. Rất may mắn là ba mẹ con đã không xảy ra thương tích. Theo đó, vào khoảng 15 giờ ngày 1 tháng 4, một chiếc ô tô bất ngờ lao xuống Hồ Tây đoạn đường Vệ Hồ, địa phận phường Xuân La, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội. Ngay sau đó, hình ảnh đã được lan truyền trên mạng xã hội thu hút nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều bạn đọc băn khoăn không hiểu sao chiếc xe có thể lao được xuống Hồ Tây như vậy. Sau khi nắm được sự việc, công an phường và lực lượng chức năng đã xuống hiện trường cứu hộ chiếc ô tô lên bờ. Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, chiếc ô tô được đưa lên bờ và không xảy ra thương vong nào.